Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái bộ combo guitar bass và ampli dành cho guitar bass. Các bạn đã quen với Amigo Guitar Shop chuyên về guitar thùng, guitar điện. Nhưng hôm nay giới thiệu thêm bài dòng guitar bass. Thật ra mình đã bán cái dòng guitar bass second hand cũng như mới cũng khá lâu rồi. Nhưng mà do mình cũng không có chuyên về guitar bass, cho nên mình giới thiệu với các bạn quen biết thôi. Một số bạn nói là cứ lên demo xem, các bạn nơi xa có thể sẽ ủng hộ kênh Guitar for Freedom với Amigo Guitar Shop với những cái cây đàn giá rẻ mà chất lượng rất là tốt trong tuần lễ thì sao? Do đó mình nghĩ là ok, nếu mình có bán mình sẽ giới thiệu cho các bạn, thì các bạn có thể xem, dành nhiều thời gian là luyện tập. Ngoài một số bạn yêu thích guitar điện, guitar thùng thì có thể nghiên cứu guitar bass thử xem nó có điều gì hay ho. Để biết thêm về các cây đàn này thì các bạn có thể bấm vào cái link trong mô tả của video. Mình sẽ có cái bộ combo 3-7. Thì với cái combo này thì một cái cây đàn guitar bass second hand đã qua sử dụng mà mình nhập từ Nhật về, với rất là nhiều loại khác nhau. Mình sẽ chia ra cái mức nó ngang ngang tầm giá với nhau. Và một cái ampli bass mới 100%. Tại sao ampli bass mới? Vì mình có cái ampli bass mới giá tốt, mà cạnh tranh nữa, của cái hãng Korg GE15B. Mình sẽ nói sau clip này. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các cây đàn guitar. Các bạn có thể xem hình một số cái cây khác nhau ha. Thì những cái thời điểm các bạn xem video này khác nhau, có thể mình sẽ có những cái cây đàn thương hiệu nó khác nhau, kiểu dáng hơi khác nhau một tí, nhưng quan trọng là nó cùng ngang cái tầm giá và chất lượng nó 90 với nhau ha. Thì ở đây là một cái cây guitar bass cơ bản các bạn. Cây guitar bass cơ bản thì nó có 4 dây. Dây của nó thì bạn thấy nó cũng to hơn đúng không, để nó ra cái tiếng trầm. Thì thường với những cái guitar bass thì cái khóa dặn vặn của nó cũng to hơn, để bởi vì cái dây này nó to nên các bạn phải dùng lực nhiều cho nên vặn như thế này ha. Thì cái cây này các bạn thấy là cái cần của nó cũng dài hơn so với guitar bình thường, bởi vì với cái dây to như thế này các bạn phải đủ cái độ dài nó mới tạo ra cái độ căng, để nghe cái tiếng nó tốt được ha. Thì ở đây chúng ta cũng có như là to volume, lớn nhỏ, cái này là tone, để chỉnh cái âm sắc của nó. Ở đây cái pickup của nó ha các bạn. Đó, cái pickup theo cái dạng này, cứ như cái này chỉ có một pickup thôi, mình không có bật qua bật lại được, cơ bản để bàn tập ha. Đó, thì phím của nó như thế này. Mặt sau của nó như sao? Cái khóa ở đây. Đó, thì các bạn thấy là hàng second hand thì thường nó cũng có trầy một vài chỗ ha các bạn. Cũng trầy, cũng tróc một vài chỗ. Tuy nhiên là nó không ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng âm thanh. Thì bây giờ chúng ta qua cái ampli để xem thử coi nó như thế nào nhé. Đây là cái ampli Korg GE15B. Đó, kèm trong cái bộ combo của chúng ta. Đây là hàng mới 100% nha các bạn. Đó, cái kiểu của nó vừa có thể đứng được và có thể hơi nghiêng về phía sau. Mình đang để hơi nghiêng về phía sau, các bạn thấy đây. Đó, nó giống như một cái monitor trên sân khấu, rất thuận tiện để cho các bạn có thể luyện tập ở nhà theo kiểu bình thường. Bây giờ mình dựng nó đứng lên theo như một cái ampli giống như bình thường này, đài. Còn bây giờ chúng ta hơi nghiêng dòng tí giống như cái monitor. Kiểu này bạn tập rất là dễ ha, rất là chắc chắn và rất là đẹp luôn các bạn, hàng mới nha. Đó, thì bây giờ chúng ta xem sơ qua đây. Ở đây có cái input, thì các bạn có input passy hoặc acti vào được. Chúng ta có volume nè, để chỉnh lớn nhỏ, treble, middle, bass. Ở đây chúng ta có cái nút CD in. CD in này các bạn có thể biến cái lò thành nơi mà các bạn kết nối qua điện thoại để mở backing track, hoặc là các bạn thậm chí nghe nhạc cũng được. Kế bên chúng ta có cái headphone, để các bạn ghim vào, các bạn tập buổi tối không có bị ồn, bị phiền hàng xóm nha. Thông số thì của cái amp này mình có để trong cái link mô tả của cái video luôn, các bạn có thể bấm vào để xem được chi tiết nó ra sao ha. Rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp và chỉnh chu. Đây, hàng mới 100% ha. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta xem qua cây đàn rồi, cái amp này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là cái tiếng của nó ra như thế nào nha các bạn. Tiếng rất trầm đúng không? Thank you.
cái tiếng bass của nó rất là đặc trưng. Khi các bạn vô trong cái dàn nhạc, bass là một cây gần như là không thể thiếu trong dàn nhạc để tạo ra cái tiếng trầm và gọi là giữ cái nhịp cùng với trống. À, nó rất là tốt. Sơ sơ giới thiệu để các bạn về cái bộ combo này thì hy vọng là sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của bạn, đặc biệt bạn nào mới tập thì bộ combo này cũng rất là tuyệt để bạn về luyện trong bài nhạc. Nếu đã có guitar, có trống, keyboard rồi cầm tay guitar bass thì thật ra nó cũng không quá khó nếu các bạn biết chơi cơ bản. Đa phần chúng ta phải luyện ngón và chạy cơ bản là được rồi. Mình có thể tay phải dùng pick, các bạn rất nhiều tay bass guitar trên thế giới họ dùng pick. Một số tay khác thì dùng ngón thì nhiều hơn. Bởi vì họ thể hiện nhiều kỹ thuật hơn. Mà quan trọng gì? Quan trọng là các bạn có nhiều niềm vui bên cái đàn. Hãy nhớ ủng hộ Guitar for Freedom, cái like, share, comment nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.